Đấy, mình bắt đầu tiến hành khoanh nhá. Đây cái thân bệ gốc này rất là đẹp, mình làm bonsai. Bây giờ mình sẽ cắt cái này để mình ươm. Mình cắt cái này để mình ghé à chiết. Chiết để làm cây gác cổng. Vỏ hoa giấy thường nó rất là dễ khó bóc. Thế nên là sau khi chúng ta bóc chúng ta phải cạo sạch đi. Mọi người lưu ý là cái vết cắt ở dưới này thì không cần nhẵn, nhưng mà vết ở trên này bắt buộc phải nhẵn. Các bạn ạ, sau một tuần nhé, sau một tuần là mình quanh vỏ, bóc hết vỏ này. Sau một tuần là mình để phơi khô. Hôm nay mình tiến hành bầu nhé, bầu đất này. Đây mình có dây rồi, này đất bầu. Đất bầu mình vừa trộn lúc nãy, đất chủ yếu là rơm, rơm mục, rơm mục này, rơm mục là đất, đất vườn, chả là đất xịn. Bây giờ cơ bản là rơm rơm. Được chặt cái vết dưới chưa? Để không cho nó nước nó thấm vào. Đấy, bít chặt luôn. Xin giới thiệu cả nhà nha. Sau hơn một tháng mình chiết cái cây hoa giấy này. Đấy, nó rất là cao, khả năng nó có rễ rồi. Sờ thấy bầu nó cũng cộm, không nhìn thấy rễ nó bật ra ngoài, sờ thấy nó cũng cộm, mình quyết định cắt. Cắt lưng gân cũng cộm, mình khả năng là rễ. Mình sẽ quyết định cắt để trồng, cắt để mang đi trồng, để rổ ngoài. Rất là khủng.
bây giờ nếu mà không lấy được thì cũng để cái cắt ra một cái chưa có dễ ăn có dễ rồi này bỏ dễ bỏ xuống đây đây rồi này quá quá nhiều dễ rồi đấy, cây hoa giấy nó quá to cao mọi người ạ, cao phải 5 mét nữa. Rất là dài luôn. Giấy siêu siêu to khổng lồ nhá, siêu dài nó giấy chiết ra dễ rất là khủng luôn nhá. Thank you.
nhá, sau khi mình cắt bỏ cành, cắt hết cành của nó, bây giờ còn một cái thân nữa đây, người thấy chưa, khủng chưa đấy nhá, rễ rất là nhiều luôn. Đó. Cái bầu rễ này mình để nó cũng phải đến được, chắc nó cũng phải 2 tháng đấy. Đó. Cái ngọn nó còn dài khoảng 1 mét nữa nhưng mình cắt bỏ, chả để làm cái gì. Đấy. Được một cái phôi gác cổng nhá. Cái này thì nó hơi thẳng hơi đơ, sau này làm thì nó hơi thẳng hơi đơ, nó sẽ không được đẹp. Nếu như ai thích đẹp thì cắt giật. Thế nhưng thôi kệ nó, mình cứ làm một cây mình gác lên cổng thôi, gác lên cây thôi. Thế cho nên là không quan trọng. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành bóc cái bầu cho các bạn xem nhá. Đấy nha các bạn nhá, sau khi mình chiết được khoảng gần 2 tháng đấy. Đấy, mình đã có cái video mình chiết rồi. Đây cái dây này nó còn chưa, cái dây này thường là nó hay bị mục. Đấy, cái dây này nó còn chưa mục còn. Bây giờ mình sẽ cởi ra cho các bạn xem nhá. Đây này. Đấy. Thấy không? Rồi, rễ rất nhiều luôn, rễ nó còn mọc ra hẳn dưới này rồi. Đấy, úi xời này, rễ này. Rễ này. Thấy chưa? Bạn thấy rễ chưa? Đấy là rễ như nó lẫn cả vào dây bóng này. Đấy. Đấy. Chiết rất đơn giản các bạn. Thấy chưa? Đấy nhá. Bộ rễ đây nhá. Wow. Rồi. Vì rễ này nó không có ăn cho nên là nó không to được. Nó chỉ được như thế này. Đây các bạn quay nhìn sát đây. Các bạn xem này. Ấn chụp ảnh cả. Đấy không? Đấy nhá, nó còn mọc ở trong này. Đây này, đấy, đây này, úi trùi này. Úi trùi này này, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Nó quay sát lại cho này, đấy, thấy chưa? Một cây. Cái này là tím Huế nhá. Tím Huế nó rất dễ lên, dễ làm thôi, đó. Dễ này, dễ bự luôn. Tím Huế nó rất dễ lên, dễ làm thôi, cho nên là nhưng mỗi tội là hoa kém. Đấy. Hoa của nó kém lắm các bạn. Hoa nó không, úi rồi ôi này, úi rồi ôi, hóa ra cái con đấy này nó đẻ sâu thì sợ chưa, úi rồi, tổ to vò đây, sâu của tổ to vò sợ chưa, à, úi rồi ôi, đẹp chưa, đẹp chưa, chỉnh cái gì đấy Nga. Đây các bạn nhìn dễ đẹp chưa? Ái da. Quay sát vào đây xem nào. Sát rồi. Đấy, em thấy tuyệt vời chưa? Ui. Dễ khủng chưa? Đấy, dễ nó còn ăn. Để lâu quá nó dễ nó chạy ra khỏi ngoài từ bóng luôn. Đấy. Đấy, thấy không? Dễ quá đẹp luôn nhá. Này, bộ dễ quá đẹp luôn. Rồi. Mình sẽ tiến hành đậy bọc vào để đi trồng. Đi trồng nó ngay nó ra để nó còn lấy chứ không là sẽ nguy hiểm hôm nay. Trời đang rất là nóng. Đấy nhá, mình phải đi trồng luôn nhá. Các bạn nhìn dễ kìa. Đấy, thì dễ chưa? Đấy, trồng luôn, trồng đơn giản, hoa giấy nó khỏe. Trá cần phần cho ra góc vườn. Rồi mình trồng, mình gác lên cây mít. Không có cây gác là nó cũng đổ đấy các bạn ạ. Nên mình gác xử lên cây mít. Cây mít này quả kiếp nó cũng bình thường. Thế là chấp nhận cuộc chơi. Cho gác nó lên đấy, cho nó đẹp. Đấy. Đây các bạn nha, cho đất xuống này. Đấy. Đất xung quanh. Thế là được. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá.